Thực hiện chương trình phát triển nghiên cứu sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2030, nhiều giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả đã được tỉnh quyện lựa chọn hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất. Tại quyền Bến Lức, thủ phủ chanh của tỉnh, theo kế hoạch trong năm 2024 này, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp quyện sẽ hỗ trợ 65.700 cây giống chanh không hạt cho người dân địa phương. Số cây giống này sẽ được trồng trên diện tích 150 ha. So với năm 2023, tăng 20.700 cây giống và tăng 50 ha diện tích. Trong đó, mỗi hộ dân được hỗ trợ cây giống để trồng mới hoặc trồng lại với diện tích tối đa 2 ha. Mức chi phí hỗ trợ là 40%, phần còn lại do nông dân đóng góp. Hiện tại, mỗi ha trung bình người dân trồng từ 300 đến 400 50 cây giống. Khoảng 18 tháng sau, chanh sẽ cho thu hoạch năng suất bình quân 17 tấn trên 1 hecta. Năm 2023, giá chanh tăng cao từ 16.000 đến 26.000 đồng một ký và duy trì trong thời gian dài, nên năm 2024, nhu cầu người dân trồng mới và trồng lại cũng tăng theo.